Ôi tối quá rồi, tối quá rồi. Fuck, mình phải làm gì đây? Cái gì vậy? Xin chào các bạn, mình là Phước Béo và hôm nay chúng ta chơi Don't Starve Together. Game này có bạn kia bạn tặng cho mình. Mình muốn chơi lắm rồi. Rồi mình chưa biết gì về game này hết, mình chỉ coi trailer thôi, mình chỉ coi sơ qua thôi. Là đơn giản là game này là mình sẽ game kinh dị nhá. Game này mình sẽ cố gắng sống sót. Rồi, ok. Cái gì đây? We've seen your fair winner on the channel. Mình không hiểu nó là cái gì hết. Cái gì đây? Mình không biết là cái gì hết. Vì game này mình mới chơi lần đầu, mình không hiểu gì luôn á. Đây lần đầu mình chơi, mình không biết chơi thế nào đây. Rồi, mình thử chơi một mình trước. À, lập xì quờ. Yeah, ok. Tên mình là tên đó đấy. Ok, sao cũng được. Survival, wildness, endless. Rồi nó có 3 chế độ. Mình tưởng chế độ cuối cùng là chế độ cực khó nha, nhưng mà không phải, chế độ cuối là chế độ có thể hồi sinh này nọ kia. Rồi, PvP hả? Không, một người thôi, server, offline đi. Không offline được. Nhưng mà mình chơi một mình mà chắc không sao. Ồ, cái gì đây? Trời ơi, nhiều thứ quá, mình không biết cái gì luôn á. Đây sự kiện hả? Nhiều sự kiện quá. Mới giờ mình không biết cái gì hết thôi thì cứ vào thẳng thôi. Cái này tương tự với, cái này cũng khá giống với Minecraft nhỉ, phải không nhỉ? Mình không biết nữa, mình nghe kể bạn cũng mình cũng cố gắng sống sót rồi xây dựng đồ đạc rồi kiếm đồ ăn này nọ kia. Cái kiểu hình 2D thôi mà. Trời, sao mình thấy sao mình nổi da gà ấy nhỉ? Shit. Này mình đang chơi online hả? Chắc mình chơi thử chế độ offline trước chứ kiểu này thì mình sợ. Mình không biết gì, mình bốn thằng hả? Mình là có bốn thằng đây hả? Một thằng có mái tóc nhìn giống Darakuda hả? Magrong ấy. Còn cái con dưới này mình không biết là con gì. Hôm nay nhìn giống như một thằng từ phu lùn, khá là lùn. Hôm nay là mẹ nhìn thế nào cũng ra con hà mã. cuối cùng vô. Nhiều nhân vật vậy. Ủa cha, chắc phải mất thời gian đây. What the fuck, cái gì đây? Mình có thể trở thành quái vật hả? Là một con quái vật có thể làm bạn với nhện và có bộ đầu thật kíp. nhiều nhân vật. Hai con này khóa. Thôi chơi nhân vật đầu tiên thử coi. Mình tên là Winston hả? Winston the General Scientist. Thằng này là nhà khoa học. Nhà khoa học về râu. Xin lỗi đợi chút. Rồi. Mình có thể đi đồ được hả? Ai vậy? Mới giờ mình không có tiền gì hết. Nên thôi mình sơ sơ. Mình thích bộ này. Bộ này được hơn, phù hợp. Hoặc là bộ này. Nhìn giống ngầu vãi. Rồi. Trời ơi, hồi hộp quá các bạn ơi. Game này phải trả tiền mới chơi được á. Không ngờ tin được là mình sẽ có một bản copy thế này. Được rồi, di chuyển thế nào? Rồi, mình di chuyển như này. Mình làm được hoa này. Ôi, con chim. Các bạn đợi mình chút ha. Con nhỏ ở đây nhìn vãi nha. Game này sao mình có cảm giác như mình sẽ chơi game này hồi sau mình sẽ điên vậy ta? Bởi vì hầu như cái cảm xúc của mấy người trong đây hầu như bị điên hết. Rồi mới vô mình không biết làm gì hết nên chắc mình sẽ nhấn tùm lum tà le thôi. Ok, mình có thể thu gặp không? Mình không hiểu nó nói gì hết thì phải sạc được. Ok, mình gặp lượm cỏ. cái này không có dạng như story hay gì hả? Mình có cái gì đây? Mình có thể làm được nhiều thứ nữa.
mình có thể ăn được cái này ở The Fuck. Ok, ok, mình có thể ăn được cỏ. Phải cỏ không? À, không phải cỏ. Một cành cây. Cỏ nè. Được rồi. À, được rồi, được rồi. Mình hiểu được. Rồi, lập đá. À, đầu tiên mình sẽ thử hết từng thứ này rồi. Mình có đá rồi, bây giờ mình sẽ có thể làm ra rìu, ok. Woohoo. Chặt cây. Cây mình sẽ chết. Mày sẽ chết. Đồ cây khẽ quá. Ồ, cây khẽ quá. Để là mấy con chim cũng ra. Nhạc hơi vãi nha. Rồi. À, đuốc hả? Ok, mình sẽ làm đuốc. À ok, rồi. Mình có thể nhấn 1, 2, 3 để ấy. Để chỉ dụng cụ. À cái này có thể dùng để chặt đá hả? Mình tạo cái điều coi. Cái này cần 2 cành gỗ với 1 cục đá hả? Mình có gỗ nè. Các bạn đồ coi. Wow, trời ơi. Ôi trời ơi mẹ. Rộng lắm á. Tối rồi à, vãi vậy. Mình phải làm nhiều buổi tối, mình không biết làm được. Rồi các bạn nào biết hiểu biết Danger, ok, hay lắm chú em. À, các bạn biết gì về game này thì hướng dẫn cho mình chơi nhá, mình còn gà mờ lắm. Ủa mình đang ở trên đảo à? Ôi chim. Cái gì vậy? What the fuck? What the fuck, đó là con cá phải không? Chim khốn nạn. Ấu nấm nè. Cái gì vậy? Ăn được hả? Ăn. Ok. Ok, cứ ra được. Các bạn là trên lão hoang, bạn cứ ăn một cái nấm nào đó màu xanh lè trên. What the fuck, cái gì đây? Hạt giống. Ok. Lũ chim mang hạt giống. Ui gì đây? What the fuck, cái gì vậy? Con gì vậy? À, con chuột chuỗi. Giết nó! Nó mỏ cái đầu nó, đập nó! Đập chết mẹ nó! Không, nó đập nó, giảm đi. Ủa, mình trên đảo à? Ờ, phải vậy, mình sống trên đảo à, nó vứt ngay mình ở trên đảo luôn. Ở cái gì đây? Cây, là cây à? À, mình có thể ăn được, ok. Đồng cỏ này. Có cục đá nè. À, mình phải làm cái rìu. Mình cần tiến thêm một cục đá nữa là làm được cái rìu đập đá. Rồi, thử nào. Này để một đi, để mình dễ đổi. Trời ơi, mình tưởng nó đập một lần. Ok. Cái gì đây? Linh là gì mình không biết. À, chắc là nguyên liệu từ trong đá, các loại tạp chất khác nhau á. Tin là gì thì mình không biết, mình lần đầu mới thấy. À, đây là đây đi, dễ nhấn hiện. Tối rồi kìa. Ôi, tối quá rồi. Fuck, mình phải làm gì đây? Cái gì vậy? Mình có đúc. What the fuck, cái gì vậy? Trời ơi, máu mình tụt xuống. Mày là ai? Mày ghê vậy?
Ui, cái gì vậy? What the fuck? Game ghê vậy nồi. Oh shit. Rồi mình có thể làm nó rửa lửa đúng không? Đây có mình có thể làm nó rửa, mình cần tìm thêm một cục cỏ nữa. Lửa gần hết rồi, làm cỏ mau lên. Rồi. Đặt đây ha. Ok. Tối chạy. Mẹ làm mình hết cả hồn. Rồi mình coi bản đồ tí. À mình làm nhanh được mẹ ơi. Yeah, có vàng. Vàng nó làm gì vậy? Tự nhiên nhạc lên là mình hết cả hồn. Vàng này làm gì vậy? Cyan machine hả? Mình không biết làm gì cái này, đặt đây hả? Ok, mày là ai vậy? Mình không biểu thằng đó là... trời nó ra quá trời luôn nè. Cái gì vậy? À mình phải đứng gần nó hả? Trời ơi mãi thế, đứng gần nó mình mới làm được. Ok, sao cũng được. Cố gắng sống còn thôi. Mi che hả? Đá. Mình chắc mình phải tắt nhạc ở đây quá. Nhiều khi nó nổi lên mình không hiểu lý do luôn á. Ôi cái gì vậy? It's free again. Con gì kia? Gà hả? Gà phải không? Gà, giết gà, giết gà. Chết đi mày, chết đi. Gà. Nó bay rồi, fuck. Đá lại nè. Đập đi. Đập. Gãy mẹ rồi, fuck. Mọi người kiếm thêm cây. Kiếm cây. À khu này khu đá hả? Khu này không có cây. Nhưng mà ở đây khá là nhiều mấy con đà điểu. Mấy con gà vậy. Thiệt nó chạy rồi, fuck. Cái này là cây hả? Hạt giống hả? Cái gì vậy? The fuck? Nani? Mày là ai vậy? Cái gì vậy? Để biết, giết đã. Fuck you. Đừng có chạy nữa, đứng lại cho tao thịt. Hay lắm, cái gì đây? Mình có một cục thịt còn sống. Cà rốt nè. Cà rốt nè, sao đây lắm cà rốt thế? Fuck you. Cái gì nè? Hồ nước à? Một cụm cỏ hả? What the fuck, cái gì đấy? Có mày là ai vậy? Tiếng gì vậy? Ôi mình nổi da gà các bạn ơi. Con gì đấy? Ôi, what the fuck? Mình thành ba rồi à? Mình thành ma mẹ rồi. Fuck, mày là cái gì vậy? Mình chết nhanh vậy rồi. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. Mày là thằng nào? Một con nhện. The fuck? Nhà mà sẽ... Nhà của heo hả? What the fuck? Nhà heo. Cái gì đây? Ôi ôi, ghê vãi. Mình phải tận dụng thời gian này mình đi thám hiểm nữa coi nào. Oh.
Nhiều thứ mình chưa biết quá. Game này khu vực rộng lớn quá ai. Nãy mình bị mấy con ong này, mấy con ong này là mình giật cả mình. Xong rồi tự nhiên có cái xúc tu chui từ dưới đất lên, nó quật cho một cái chết luôn mà. Ờ, mình thắc mắc là không biết sau này mình có nên gọi mấy thanh niên chơi online game này vô hướng dẫn mình chơi được không nha. Game này kiểu xây dựng cũng khá là thú vị, đi phiêu lưu, đi khám phá khu rừng mới. Cái này nó khá là chân thực ha, ví dụ như bạn ngoài đời, bạn đến một vùng đất lạ chẳng hạn. Bạn thấy cái này thấy kia, ủa lạ quá, cái này phải làm gì, làm sao. Thì đó, bạn chỉ có như vận dụng những kiến thức mà mình có, mình có thể sống sót thôi. Mình sẽ chơi thử lại một lần nữa xem sao. Mình hiểu sơ sơ rồi đó. Có quá là lo mà chạy. Mình không đánh được lại với ai đâu. Thấy cái mẹ gì cũng lao tới, mẹ nó đánh cho ông phát chết luôn. Lần này mình chơi thử ông này coi. Mình ngầu đấy. Anh rất là ngầu. Rồi, xin chào thế giới mới. Chơi lần này chết là chết luôn đúng không? Chắc sau này mình phải chơi Endless thử coi. Chứ Survival. Ồ, mình có sẵn rìu luôn. Ok. Ồ, thằng niên này chặt rìu khỏe đấy. Được. Ồ, chặt nhanh nữa chứ. Khỏe mà còn nhanh nữa. Thằng niên này mình có cảm giác thằng niên này hơi điên. Lúc mà chặt cây á, ảnh cười ha 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 ha. Thằng niên này chắc nghiện chặt cây nè. Cần nhiều cỏ, mình thấy đa số trong đây là đều là cần dùng cỏ không. Được rồi, mình có 3 cấp dạng lửa luôn. Cái dạng này là mình cảm thấy nó ngon hơn cái dạng này nè. Cái dạng này hơi dở, mà đó là cơ bản nhất nên chắc không sao nhỉ. Một cái hộp thông. Hello ông. Mình đánh nó được không? Ê ông, đánh với tao nè. Chết đi mày. Chết đi mày. Oh shit. Oh, lộp, chạy. Run, chạy. Nó gọi gia đình nó ra kìa. Đây là vì sống còn thôi, tao phải giết mày. Xin lỗi nha. Xin lỗi chị em nhà mày nhá. Trời ơi, mẹ nó kéo một vàng nó luôn. Một cục đá nè. Fling, mình không hiểu fling là gì mà. Lộp luôn, không quan tâm. Nhiều fling dữ vậy. Cái hố gì đây? Như đây có một cái hố thôi. À, nó sấp. Chạy đâu cưng. Phát vô. Đây nhiều đá vãi. Đỡ phải không. Rồi mình làm cái gì đây, búa hả. Ok, mình sẽ làm một cái búa. Chắc là nó sẽ cần thiết đấy. Rồi mình sẽ cần một cái đồ chặt đá nha. Rồi ok. Chiều rồi hả? Sạm được. Thằng niên này khỏe đấy. Ơ, mình xài hết cỏ rồi à. Phải rứa à. Đất khô cằn, đất này chủ yếu là đá. Cỏ này. Ôi, ôi, chết sao ra, chết sao ra, chết sao ra, chết sao ra, con chó như mày, chân mày dài vậy, what the fuck, ô bia mộ nè, có vàng luôn, cảm ơn bia nha, I'm taking a nap in the dirt, ok, tao ngủ ở dưới, nghỉ địa à. Này nói gì đây? Đấy, cái bi ngộ này nói gì? It's really cozy, it's fine. Bi ngộ nữa nè. Nhiều người chết đây vậy. Whoops. Alive, sunrise. Vàng. Sao đây nhiều vàng vậy? Vàng nữa nè. Vãi thế. Mình đang ở đâu đây? Mình đi khám phá hơi lâu rồi đó. Cục đá này lạ nhỉ. Đập luôn. Có vàng này, biết ngay mà. Đâu rồi? Đấy, hai miếng vàng luôn, tuyệt vời. Cái gì đấy? Fuck. Phải nhà không? Từ từ. Mình chặt cái này đã, chứ mình không nhìn thấy gì cả. Rồi. Có con gì trong đó nữa.
Mình có cái búa phải không? Dùng búa đập à? Được không? Không đập được à? Chán thưa. Na 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 na. What the fuck, tối ra. Chết mẹ rồi. Tối rồi các bạn ơi, mình không có gỗ, mình không... chết tôi rồi. Mình không có lửa. Đây là. Đừng. Mình không có lửa. Gì đây? Mình không có lửa. Đom đóm mà vãi vậy, mình đâu có lửa các bạn ơi. Chết thảm quá. Mình quên mất mình phải xây lửa trước, không là mình sẽ chết. Cái survival, cái chế độ survival này hơi khó nha, để mình chơi thử cái chế độ endless đó, chế độ mình có cho mình hồi sinh á. Trời ơi, có khi mình đã chết thôi. Chết rồi mình cũng thể hồi sinh lại. Phải thật đấy. Rồi chắc nếu mà game này cảm thấy hay, mình sẽ chơi thử với mấy thằng nước ngoài coi như thế nào. Có vẻ vui á, có thể là sẽ vui. Game này còn nhiều thứ mình chưa biết nha. Có mấy con vật lạ vãi, vãi nôi luôn á. Chân nó dài vãi kích luôn, sợ vãi. Rồi thì như bức hình này còn có quái vật khác nữa cơ nè. Nhìn này nhìn giống con heo không? Này nhìn giống macaron. Thằng này là thằng y chang nãy mình nhìn thấy ở ngay cái chỗ mà có con gì lạ lạ, có cái bức tượng này. Rồi mình chọn thằng này đi, thằng này nhìn vẻ đẹp trai á. Vậy là mình có cảm giác là thằng này hay hơn mấy người khác. Nhân vật chính đó các bạn. Mới giờ mình phải thu lượm cây. Mình cũng hiểu sơ sơ này game này một chút rồi. Ồ, hố đen, cái này là hố đen. Nhìn nó mờ mình vô hả? À, thử luôn cho máu, thử luôn, vô, nhảy vô. Wow. Ồ, mình cái chỗ khác rồi. À, rồi ok, cái đó hay á. Có ong gần đây, nguyên tổ ong ở đây luôn. Cái gì vậy? Làm hết cả hôm nãy mình đang đi lượm hoa không? Ú vô tập mẹ. The fuck? Đít mẹ một con lợn. Một con lợn. Đít mẹ người lợn vãi chạy. Tí nữa tao có đồ tao quay lại tao đập mày con này. Yeah, mình đã có rêu. Ồ, khu này khu sa mạc. Khu này thường không có cỏ mọc đâu. Mình phải kiếm chỗ này một cỏ mọc đấy. Ôi, địt mẹ hết cả hồn. Ồ, cái hiểu gì đây? Địt mẹ khu ong à. Địt mẹ khu này toàn ong thôi. Má, cái tổ nó to vãi nồi vậy. Cái ngòi đâm của nó. Cái này là gì đây? Đù, má hết cả hồn. Địt mẹ fuck you. Thôi tao chơi với tao. Nó cái gì đây? Ăn được hả? Ủa mình ăn được kìa. À đi về đâu mày. Đéo nha. Xì đéo. Ờ nếu không nhầm thì hồi nãy mình ra chỗ mấy con ở sa mạc hình như nó làm rớt cỏ không? Lúc mà nó giật mình nó chạy nó làm rớt cỏ thì phải. Mình lên lại thử coi. Kiểu như nó sợ quá nó ỉa ra quần vậy á. Nè, cái con này nè. Nè, có cỏ nè. Ôi, cút. Ốt nè, nó phịt ra cỏ nè, vãi. Vãi rứa à. Phịt tiếp ra cho tao coi. Phịt, ỉa ra cho tao. Ỉa ra. Con quỷ nè, nó ỉa có một lần nè. Rồi. Tao không cần tụi mày nữa, con đã... Cảm ơn mấy chế, anh yêu mấy chế lắm. Anh yêu mấy chế. Ỉa nữa không? Ỉa cưng. Nó làm rớt cái gì nè? Hạt giống. Mình không nghĩ sao mấy con này ỉa hạt giống nhưng mà logic game, logic game mình không biết nói gì hơn. Kệ nó vậy.
Rồi, tối rồi, phải làm mấy thôi. Đuốc hả? Thôi đuốc đi. Đuốc rẻ. Yeah. Đuốc, đuốc, đuốc lên, đuốc lên. Đuốc, đuốc lên. Sao đuốc con mẹ nó đâu quá xem chết. Ăn vô, ăn, ăn đi, ăn, ăn. Ăn, 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 ăn vô, ăn vô, ăn vô. Còn gì ăn không? Ăn đi. Mình bị trúng độc hay sao vậy? Ăn mẹ cỡ mày cái gì là ăn vô má sao cho đồ ăn trong đây yếu vậy, ăn quá trời luôn mà không lên nổi á, kiểu gì đây nani mày làm what the fuck, chuyện gì xảy ra vậy? Game này nhiều khi mình phải thắc mắc, nhiều nhiều khi mình phải nói là cái éo như vậy, cái éo gì xảy ra vậy? Game rất mắc, ủa cái éo như vậy, cái éo gì xảy ra vậy? Game vãi nồi. À quên, mình đốt cây được không nha? Nếu mình cầm lửa mình đốt cây được không vậy? Mình tưởng mình đốt cây đi chứ, không đốt rồi. Cà rốt, quá trời cà rốt luôn. Green mushroom. Nó đang ngủ được phát. Đốt, đốt nó. Chặt nó. Làm gì cũng được mày làm gì chứ. Búa hả? Rồi. Đập búa. Dùng búa đi con. Đập nó. Không đập được. Cái gì đây? Một con gì đó mà mình không biết. Cầm búa ra đập nó. Đập nó, đập nó, đập nó. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu con khốn? Chạy đâu? Chạy đâu? Đừng chạy nữa, đừng chống cự nữa. Cuộc sống mày tới đây là hết rồi. Đừng chống cự. Đừng chống cự. Cuộc sống mày tới đây là hết rồi, đừng có chống cự nữa. Bật vô. Má nó chạy nhanh quá. Đồ ăn của tao, đừng chạy nữa, đồ ăn của tao. Chết đi mày. Chết đi mày. Phải dùng liều. Chứ thì muốn đập không được. Đồ ăn của tao, đừng chạy nữa. Dừng lại! Stop! Hay quá! À, có đồ ăn rồi. Đồ ăn của tao. À đi. Mình dùng búa được không? Búa nằm đâu vậy? Đây, búa đây. À, mình không dùng được. Hình như có 7 mà phải không? Nhớ không? Đây nè. Mình thử cái này. Đặt lại hả? Rồi đi xa xa tí. Chết, mình chưa làm được lửa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thiếu cỏ, thiếu cỏ, thiếu cỏ. Mình thiếu cỏ rồi. Chết, 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 chết. Kiếm cỏ mới được. Cỏ trong đây kiếm sao vậy trời. Quay lại cái cánh đồng của mấy con thằng lằng á. Ý cỏ ra, ý cỏ ra mày. Ý, ý. Không có, chết mẹ rồi. Mẹ rồi, con này đi có cỏ. Con này là tàng đảo mà. Hôm nay chỉ toàn đảo thôi. Mình kiếm cỏ đâu bây giờ? Yeah. Rồi, mình tại mình trú ở đây luôn. Sống ở đây luôn. Oh yeah. Mình phải bỏ cái gì đó vô hả ta? Oh, nướng thịt được nè. Yeah, ăn. Tốt phải. Mình bỏ cái gì vô được nữa không? Đi che hả? Bỏ vô được không? Được. Mình có gỗ nè. Ok, gỗ tăng tăng lượng lửa hả? Được đấy chứ. Cái này lạ nè. Dùng búa đập hả? Dùng cuốc. Cuốc mình gãy rồi. Gãy hôm nay không để ý luôn. Không sao, anh đã có cuốc mới. Đập nó. Cái gì đây? Mình róc. Nhìn mặt trăng hả? Đến từ mặt trăng vãi thế. Mình đập đường này đi. Đen đen. Mình Nani. Cái gì đây? Phân à, mình kiếm cái đó ở đâu?
Sẻn. Sẻn này hay đấy, mình cầm một cái. Tụi mày ị cỏ ra. Mình phải giết tụi mày quá. Giết cô. Mà chạy nhanh quá, giết bằng niềm tin quá. Không phải chồng, cái đó không phải chồng. Đây chồng, chồng được lúc này. Ok, chồng lên, chồng lên. Chồng. Đấy. Đấy, tuyệt vời. Vì môi trường là an toàn ở trên hết. Không có nào dính vậy. À mình có cái sẻn nè. À, đào nó lên rồi. À đào lúc này, trời ơi. Hứ. Gì vậy? Mình ăn được kìa. Vãi lòng gì? Cứu hộ hả? La bàn. À, la bàn. Mình đào đào lên lên được không? Ở đào lên được kìa. Rồi chết mày rồi con ạ. Chết mày rồi. Cuộc sống mày tới đây là hết. Cuộc sống tới đây của mày là hết. Cuộc sống tới đây của mày là hết. À, mình không lượm được đồ nữa hả? Mất cái gì đây? Ngò này lạ quá. Ăn cà rốt đi. Ăn hết cà rốt luôn. Cưng, cưng chạy đâu? Cưng không chạy nổi ăn đâu. Cuộc sống của cưng tới đây thôi. Au! Ta sẽ đập từng con một. Ta sẽ cầm. À phát, đừng có... Au! Ơi mẹ, nó chích đầu quá. Đập từng con một thôi, từng con một thôi. Good. 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 Chết đi. Con heo nhà tụi mày. Chết đi. Oh yeah. Giờ tụi mày là của tao nha. Mật ong này ăn được không? Ăn được nè. Ủa mới ngon là đang khác nữa. Quá nha. Rồi sắp tối rồi. Oh. Hình như hết ong rồi phải không? Đập được không? Yeah, hết ong rồi. Yeah. Mình cuốc á. Đấy, cuốc. Ủa mật ong kìa. Mật ong dồi dào. Ai da 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 da. Cái gì đây? Killing 3 hả? Pitfall. Wow, nhiều thứ vậy. Mình không có phân nên chắc cũng không làm được cái gì đâu. Refill. Nhiều thứ quá. Chú cha có cả phép thuật nữa hả? Sẽ đập được những thứ. Honeycomb. Oh shit, tối rồi. À, làm sao để bật lửa vậy? Rồi con mẹ nữa chứ. Mình không biết bật lửa sao cả. Con méo gì đây? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mặc dù mình chả làm được cái mẹ gì ở trong game này á. Chỉ biết chạy lông nhông và chặt đồ, mình chả biết cái mẹ gì á. Chắc mình phải tham khảo game về cái game này một chút rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình biết cái game này chắc là nhạt nhẽo với các bạn mà mình đâu làm được cái gì đâu. Bạn nào biết thì có gì chỉ cho mình ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bước béo ao. Cảm ơn các bạn ạ.